Xin chào các bạn. Trong video này, mình sẽ nói về lợi ích của những người bán bảo hiểm nên rút tiền từ thẻ tín dụng. Mình xin bắt đầu bằng một lợi ích thứ nhất là khi bạn bán một cái bảo hiểm là bảo hiểm cái hợp đồng bảo hiểm đúng không? Thì một hợp đồng bảo hiểm thường là số tiền rất lớn. Cho nên là khách hàng thường họ có thể là họ không xoay kịp tiền. Khi đấy thì họ có thể là chủ trừ dẫn đến là họ sẽ không muốn mua nữa. Thì bạn có thể yêu cầu là khách hàng mình đặt cọc một khoản tiền nhất định. Sau đấy thì mình có thể dùng cái một cái hợp đồng nào đấy mình nói rằng là họ nếu họ không mua nữa họ sẽ mất tiền cọc một số tiền cọc nhất định. Sau đấy thì bạn có thể dùng cái thẻ bảo hiểm thẻ thẻ tín dụng của bạn và bạn cà lấy tiền mặt và sau đấy thì bạn dùng tiền mặt đấy bạn mua gói bảo hiểm hộ khách hàng. Đấy là một cách để bạn có thể tăng được doanh số trong thời gian ngắn, tại vì là có thể là chờ khách hàng để mà đóng đủ số tiền đấy thì sẽ rất lâu. Thứ hai là nếu như khách hàng họ có thẻ tín dụng thì thông thường các cái công ty bán bảo hiểm thì đều chắc là họ cũng đã có cái máy cà thẻ đúng không? Thì bạn có thể kêu khách hàng là cà thẻ tín dụng luôn cũng được, thế thì càng nhanh. Còn nếu mà công ty của bảo hiểm của bạn mà không có áp dụng cà thẻ thì bạn có thể nói công ty bên đối tác rút tiền thẻ tín dụng, rút hộ thẻ của họ, thẻ của khách hàng. Sau đấy thì lấy tiền mặt và đem mua cái hợp đồng bảo hiểm đó. Đấy là phương án thứ hai. Và phương án thứ ba ấy, đấy là sự kết hợp giữa cả đôi bên. Tức là ví dụ như là công ty bạn cho phép là cà bằng thẻ tín dụng thì bạn có thể dùng thẻ tín dụng bạn cà thì có thể bạn sẽ được điểm thưởng của cái thẻ tín dụng đấy mà lại vừa được cái hợp đồng đấy được bán và cũng như được hoa hồng của công ty của bạn. Đấy là cách rất là dễ dàng để bạn tận dụng cái nguồn vốn trong cái thẻ tín dụng đấy. Còn hơn là bạn chờ khách hàng có đủ tiền hay là họ mà có đủ tiền thì lại dễ rồi đúng không? Họ mà không có đủ tiền thì khó mới khó. Và chờ họ đến lúc mà họ đủ tiền rồi thì họ lại không mua nữa thì cũng rất là đáng tiếc cho mình, cơ hội đi qua mất. Thì đấy là cách để các công ty các bạn làm đại lý bảo hiểm có thể tận dụng thẻ tín dụng như một người bạn thân thiết để có thể tăng trưởng doanh số. Đối với còn một cái thứ tư đấy là bạn có thể tận dụng cái lợi ích của thẻ tín dụng để thưởng lại cho khách. Mình lấy ví dụ như này nhé, bạn bán một cái hợp đồng bảo hiểm là 10 triệu đồng, ví dụ vậy. Khi bạn cà thẻ 10 triệu đồng thẻ tín dụng, bạn dùng thẻ của bạn hoặc là thẻ gì đó, bạn dùng thẻ của bạn, bạn cà được hoàn tiền ví dụ 500 nghìn đi, ví dụ thế. Thì bạn có thể lấy 500 nghìn để bạn thưởng luôn cho khách hàng. Như vậy là khách hàng mua cái hợp đồng 10 triệu nhưng chỉ trả có 9 triệu rưỡi thôi. Thì đấy cũng là một cái cách rất là tốt để cho bạn thúc đẩy được việc bán hàng nhanh nhất có thể. Thì đó là bốn cái cách để mà mình có thể tận dụng thẻ tín dụng cũng như là rút tiền thẻ tín dụng để trong việc bán bảo hiểm của mình, đúng không? Mình xin tóm tắt lại nhé. Cách thứ nhất đấy là bạn rút tiền từ thẻ của bạn để mua hộ khách hàng. Tất nhiên bạn nhớ lấy bắt khách hàng đặt cọc để phòng họ không mua nữa. Cách thứ hai là bạn nói khách hàng lấy thẻ của họ cà rút tiền thẻ tín dụng và lấy tiền mặt đấy để mua bảo hiểm thay vì họ phải để dành một khoản tiền lớn. Thứ ba đấy là bạn cà thẻ tín dụng để được điểm thưởng. Và thứ tư đó là bạn có thể lấy chính cái điểm thưởng để tặng lại cho khách hàng để tăng được doanh số bán hàng và tăng cái sự hài lòng của khách hàng lên. Thì đó là bốn cái ưu điểm của việc rút tiền thẻ tín dụng đối với dân bán bảo hiểm. Hy vọng rằng là bạn sẽ thấy cái video này nó có ích dành cho bạn. Và nếu bạn thấy hay thì hãy like, share hoặc là comment ý kiến của bạn ở bên dưới video này nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời và tiếp thu các cái góp ý hay để làm những video sau tốt hơn. Xin hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp.